xin kính chào quý vị trở lại với chương trình hội luận trong tuần tôi là vũ Kí Hảo nhiên và anh vũ quý hiển đang tham gia từ nước ngoài à, mình nói tiếp về chuyện mà bầu cử giữa ông trump và bà harris thì um, trong phần vừa rồi á thì anh hiển có nói là có một cái sự lật ngược thế cờ ngay sau khi mà ông à, đối ở giữa 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 hai đảng à, cộng hòa và dân chủ à, khi mà ông Biden còn là ứng cử viên á là coi như là tất cả mọi người đều nghĩ là ông này thủ chắc luôn không có gì chờ nữa. Nên xong thì tự dưng cái ông rút lui, ông rút lui cái xong này đảng dân chủ đề đề cử ra bà Harris. Thế là bây giờ à, về con số ấy, thì về các con số mà thăm dò ấy thì có có vẻ như là lật ngược hết phải không anh Hiển? Dạ, yeah, lật ngược thì tức là uh trước cái lúc mà ông Biden tuyên 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 bố là ông sẽ rút lui và ông đề cử bà Harris lên là Trump có vẻ đang thắng lắm mà đặc biệt là những cái nước những cái tiểu bang nào mà chưa có phân định rõ ràng á thì họ là ủng hộ Trump nhất là cái nhiệm vụ ông bị thảm sát và cái đó cái hình ảnh rất là mạnh bây giờ bây giờ nói chuyện đó là giống như là trong vấn đề chính trị là họ quên mặc dù rất là cái chuyện quan trọng đúng không anh Yeah, cái chuyện rất là quan trọng của ứng thống. cử viên tổng thống mà mà secret service để làm sao để đến nỗi mà có đứa nó bắn mà mém chết uh, thì cái chuyện rất là quan trọng mà tự dưng cái từ khi bà Harris lên cái người ta quên hết trơn này đúng rồi mới có 4 tuần 4 năm tuần thôi nó cũng còn mới lắm mà coi như không có nó luôn tại vì rõ ràng cái năng lượng cái energy cái 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 cái, cái sức mạnh của cái cái phiếu của bà Harris Awards là có nhiều cái làm cho hào hứng tại vì họ nghĩ rằng là cái tình hình chính trị này giống như năm 2008 lúc mà à, cựu tổng thống Obama lên tranh à, cử Nó cũng giống như vậy tức là cái giới trẻ có vẻ giới trẻ họ thích rồi có những cái người mà ứng à, cử tri mà họ chưa có quyết định họ cũng so sánh hai bên thì cái này nếu mà quý vị khán giả của đài Lực Độ Sài Gòn TV của chương trình Hội Luận hàng tuần mà có tha, tham gia để ý trên mạng là bao giờ cũng thấy nhiều những cái meme mà họ nói rằng là cái vấn đề mà tranh cử tháng 11 này á là giữa hai một bên là uh, prosecutor một bên là felon tức là cái người mà buộc tội cái người bị uh, uh, người là uh, uh, tội phạm đó thành ra là khi mà họ uh, để cái vấn đề mà tranh cử mà cái họ frame như vậy tức là họ uh, uh, bàn như vậy á là thấy có rõ ràng hơn trong khi đó nếu mà hồi xưa ông Biden với 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 lại ông Trump hai người cũng hai ông già hết À, giống tương tự nhau. thành ra bên này là nếu mà thích Biden thì thích, còn hoặc là không có thích Biden lắm nhưng mà thấy Trump mạnh hơn thì là bỏ đầu cho Trump. Nhưng mà bây giờ đối với bà Harris và lên bà chống lại thì nó rõ ràng hai cái bên nó nó thích nó, nó khác nhau. Mà thứ hai nữa là lại những cái vấn đề mà hồi xưa đảng cộng hòa họ nói rằng ông Biden quá già thì bây giờ quay ra họ không dám nói chuyện gì nữa. Tại vì so sánh với hai bên ứng cử viên thì ông Trump lại là quá già. Dạ, yeah. um, ông. Trump là dưới ông Biden có 2-3 tuổi gì đấy, nhưng ừ. mà mình phải công nhận một điều ấy là ông Biden nhìn rất là già so với Trump. Trump lên à, lúc mà đi đứng ấy, thì cũng thấy rõ ràng là già, đi tới thì lui này, đi tới thì lui theo cái kiểu của một người già. Nhưng mà lúc mà ông đứng à, trong vận động tranh cử ấy, ông đứng trên cái khán đài rồi ông đứng sau cái cái bục, ấy. ông rất là ông có rất rất ừ. nhiều năng lượng. Còn trong khi đó ông Biden đứng lên như ông thầy giáo già đứng giảng bài ấy, cũng cũng ừ. có motion cũng có movement này nọ phải uh, không? nhưng mà là cái movement của một người người già. Uh, còn ông Trump ông uh, là 78 79 đại khái vậy. Uh, nhưng mà ông move như một người đại khái cũng già, sáu 65 66 67 gì đó thôi, tức là ông ông, ông trẻ hơn tuổi được 10 năm. À, uh, nhưng mà các, <laughs> 79 mà 78 không biết là 78 hay chính cứ coi như 78 đi. 78 trừ 10 thì cũng yeah. là 68. Uh, so với bà Harris là là chưa tới sinh nhật 60, ông Tim Walz mới qua sinh nhật 60. À, uh, thành ra coi như bây giờ hồi đó cứ nói là nói chuyện người già bây giờ cũng 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 hết rồi. Anh Hiển có nói về cái energy của phía bên bà Harris, phía bên ủng hộ bà Harris, cái điều đó là dù mình có ủng hộ bà hay là mình ủng hộ Trump mà mình cũng phải công nhận là cái bên đó cái phía chân chủ bây giờ đang có rất nhiều energy. tôi có một cái thí dụ trên cái computer của tôi này đó. là ông uh, Woods đó, uh, ông hay đổi cái mũ uh, baseball cap mà cái um, cái cái màu uh, màu gọi là màu camouflage uh, thì bây giờ trên mạng của trên trang mạng của Harris World là bán cái mũ này, bán với giá 40 đô la là một cái giá rất là cao wow. nha. tại vì cái mũ này ở ngoài mình mua á, mà mua mà mà rẻ tiền á, thì là hai ba đồng. À, mua một cái brand ấy, đại khái như là của các hộ, à, à, đội thể thao ấy là 15 20 đồng à, cái mũ này 40 đồng mà là sold out coi như là hết wow. hết hàng luôn à, hết hàng hưu luôn xong họ đề trên đó là họ expect là sẽ sẽ có lại vào ngày 30 tháng 9 à, tức là cái người ủng hộ nhóm cái cái, cái bên Harris Wars, họ muốn họ, họ có cái energy và họ sẵn sàng chi tiền Um, đến mức mà hết hàng luôn. Um, về uh, vấn đề con số đấy thì uh, cái hai chỗ mà tôi thích rất thích xem ấy, là um, thăm dò đấy là FiveThirtyEight với lại Nitz Silver um, nói với quý vị á uh, FiveThirtyEight là cái trang mạng do ông Nitz Silver lập ra, ông lập ra rồi ông bán cho ABC xong bây giờ ông ra ông có trang mạng riêng của ông là trang mạng Nitz Silver thì mình nhớ là năm 2016 ấy khi mà ông Trump đắc uh -huh. cử ấy, là ai cũng hết hồn là tại vì ai cũng nghĩ là bà uh, Hillary Clinton sẽ thắng nhưng mà cái trang mạng của Nate Silver ấy, là ngay trước ngày bầu cử năm 2016 ấy ông cho ông Trump có tới cái xác suất là 26% sẽ thắng tức là dưới 50% nhưng mà cái xác suất 26% là một xác suất lớn mình chơi bài là mình biết rồi không? Uh Xác -huh. suất 26% á tức là bây giờ là xác suất là rút một con bài mà rút được một con thí dụ một con cơ đi. Chuyện nó rất dễ xảy ra đúng không? Thành yeah. ra um, Nate Silver với là cái trang 538 á là 54 là 538 là cái trang mà tôi rất thích xem là vì họ là cái người mà uh, nói là họ là không tiên đoán cho được là ông Trump thắng thì cũng không có đúng nhưng mà họ không có tiên đoán bà Hillary thắng một cách rất chắc chắn như là là bao nhiêu trang khác thì là bây giờ về cả toàn quốc thì họ xem là bà bà Harris là đang dẫn 47 43 là cộng 3 điểm à, nhưng mà nếu mà nói về một số tiểu bang mà đang mà à, rằng co đấy tại, tại vì mình sẽ không có coi California California là dân chủ thắng chắc luôn mình cũng sẽ không có coi Idaho là tại vì Idaho là cộng hòa thắng chắc luôn. Nhưng mình coi một số tiểu bang mà rằng co còn rằng co, thí dụ như là mình xem uh, Pennsylvania. Pennsylvania là nơi ông uh, Biden sinh ra. Ông hay nói về cái quá khứ của ông ở Pennsylvania là tại vì ông sinh ra trong một gia đình mà tiếng Anh gọi là blue collar là gia đình uh, lao động, và ông lớn lên trong một cái xóm, cái 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 thành phố mà hầu hết là người là người là lower middle class trở xuống là là trung trung lưu thấp. À, nhưng mà ông thì lại thua ở ngay tiểu bang nơi ông sinh ra. Rồi đến lúc bà Harris này ra, bà là người dân Cali, thì bà lại dẫn đầu trong được chút xíu thôi, một điểm thôi. À, nhưng mà là một cái sự lật ngược thế cờ đối với cái thời mà ông Biden còn lớn cư viên. Rồi mình đi qua một số tiểu bang khác thì mình cũng thấy cái chuyện đó nó là như vậy. Bây giờ mình uh, muốn coi tiểu bang nào anh Hiến? Uh, Wisconsin anh. Bà cũng có tiểu bang hoặc là Florida nữa. Hai tiểu bang Wisconsin là một, là một tiểu bang rất là đặc biệt là vì rất nhiều người nói là lý do lý do bà Hillary Clinton thua năm 2016 là vì ừ. bà bỏ lơ Wisconsin. Không có tranh cử một ngày nào ở Wisconsin hết là vì bà nghĩ là bà thắng chắc đến lúc mà bầu xong thì bà thua Wisconsin chứ nếu mà Wisconsin mà bà thắng thì bà đã thắng năm 2016 có rồi thể. Wisconsin có một ông thống đốc Cộng Hòa rất là rất là cực hữu bây giờ thì ông hết nhiệm kỳ rồi Ổng ông không còn là thống đốc ở đó nữa nhưng mà trong rất là nhiều năm Wisconsin là là một tiểu bang trước đó trước thời bà Clinton thì coi như là tiểu bang tranh chấp À, bây giờ nó cũng nằm trong hạn tranh chấp nhưng mà nó đang thiên về phía đỏ hơn ừ. là, là phía xanh thì đối với bà Harris thì bà lại đang dẫn đầu uh, ở Wisconsin được ba, hơn ba điểm, 3, hơn 3 điểm 3.6 điểm là cái này là uh, trong trang uh, five DS, là trang 538 à, bây giờ mình switch qua trang cá nhân của ông uh, của ông Ned uh, Nate Silver thì ông cũng cho thấy là Harris đang dẫn đầu ông Trump ở toàn quốc nhưng mà bây giờ mình coi Wisconsin ha Yeah. Wisconsin thì là ông Ned Harris um, nói luôn về quý vị cho quý vị biết là cái okay, ông Ned Harris ông không có làm cuộc thăm dò nhưng ông gom tất cả các cuộc thăm dò lại và ông tính một cách trung bình theo cái kiểu của ông tức là có những cái thăm dò ông đặt nặng hơn bằng một cái, cái điểm nào đó là ông coi là cái thăm dò này đáng giá hơn cái thăm dò kia đáng giá hơn không phải chủ quan mà bằng một số cái chuyện khách quan thành ra ông mới có cái chữ thành công và gần như thành công như năm 2016. Thì ở Wisconsin, ông cũng cho là bà Harris đang dẫn với uh, 3 điểm hơn. Um, cho nên là, coi Nate như Silver. là Nate Silver. <laughs> yeah, Nate Silver. Uh, thành ra, um, phía bên bà Harris là đang rất là vui với những này. Nhưng mà họ cũng phải cẩn trọng nữa. Tại vì cái tấm gương 2016 còn đó. Uh, thành ra đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Hội Luận Trong Tuần. Xin kính chào quý vị.